mùi này nhớ hồi lúc đi học. Giờ này có một đứa rồi không? Có một đứa con rồi. Con nằm bển lơ ngoại thấy đây. Để vô phòng nhỏ không vừa ha. Đúng rồi, để phòng bự, nhỏ nó để nhắn. Cái ông hổng là hỏi hỏi, cái này có thấy mặt đâu. Tôi chờ ông chấp mặt. Mua nhà. Chờ ông, ý ông chờ kia, ông chờ đặng ông uống đẹp, nhưng mà giá đặng đó đó. Không có bán mà mất con trời ổng. Ừ. Thì vừa ai hỏi bán liền. Trời ơi, tôi chờ đợi ổng vàng cọc luôn. Ví dụ như anh cũng kêu cho chờ má cọc. Rồi. Cọc đẹp. Mua cây mà kêu mua mà để đó kêu uống đi rồi xét giá đó rồi vài bữa uống cho đẹp đi rồi lấy giá đó nữa. Lỡ giữ mà mất cây thì mình thôi. 5 cây chưa uống thì giá rẻ, 1 cây uống rồi phải mắc hơn rồi. Cây này 250 nè. Cây đó 250 đó năm. Đẹp chứ bộ. Uống lâu lắm trời. Giá ra ngoài Hà Nội. Vậy hả? Lý quá còn gì nữa có gì. Mà uống cái đầu cái này như tiền nè. Uống cái đầu em đát em như tiền nè. Không phải uống, không có tiền phải uống. Ồ mẹ. Ai cùng tóc hả? Để nặng hút đâu chịu, cứ gỡ thun cho nó. Nó tóc nó gì mà cột gì, sao nó gỡ thun nó quá nam rồi. Chứ nữa là để nữa rồi. Nghe sao nó bị cút ngồi, nó bị mình, cái tàu lao.